Đẹp bánh của em nhá. Nhưng mà thầy ơi, thầy cho em bánh là cũng phải có những cái sô cô la. Ok, thế nào? Có em sushi à? Có em sushi này, này tầng màu à? Vâng, kẹo đấy thôi. Đây. Tèn tèn. Cái này là của em. Đây, cái này của. Ôi, đây su ơi, để bên cạnh đi xem có giống không? Thấy chưa? Như mua cái đàn đây. Cậu ngáo à? Cái này ai là đàn? Cái này là màu. Ôi, nhưng màu của cậu đẹp nhờ. Có hai đầu luôn đấy. Nhất cậu. Thầy vào. Chúng em chào thầy ạ. Thầy chào các em. Hôm nay là giờ mỹ thuật. Hôm nay thầy sẽ cho các em vẽ thỏa thích. Yeah. Vẽ. Nhưng mà đặc biệt, điều đặc biệt là các em vẽ cái gì ấy, ra cái gì thì thầy sẽ thưởng cho cái đấy. Thầy, em sẽ vẽ một ngôi nhà. Hả? Vâng. Một ngôi nhà. Thầy thưởng mà đúng không nhỉ? Thầy mà em mà vẽ được ngôi nhà và thầy thưởng ngôi nhà thì thầy vẽ lâu à? Yeah. Như chỉ vẽ đồ ăn thôi. Đúng rồi. Thầy phải nói là giới hạn trong đồ. Giới ăn. Hạn trong đồ ăn nhưng mà giới hạn là bánh kẹo. Đấy. Bánh kẹo à? Cậu thích được. Yeah, chúng mình vẽ thôi. Thầy sẽ vẽ kẹo sắn. Cậu vẽ cái gì kệ cậu, tớ phải nghĩ ra cái món gì ngon ngon để tớ vẽ. Nào các em tập trung vẽ nhá. Thầy ơi, nhớ phải thưởng ấy nhá thầy nhá. Thầy nói là thầy làm mà. Này, thầy mình không biết thầy mình có hứa không, thầy mình có cho không cậu nhỉ? Cậu nghĩ thầy có cho không? Có chứ. Màu của cậu to thế. Cậu vẽ một cái ngòi nhỏ đi. Không, nhưng vẽ một cái này nó nhanh hơn. Đúng rồi đấy chứ. Chiêu quá à. Đây, cả xe vẽ tiếp. Không biết Tèo vẽ cái gì cậu nhỉ? Ừ ha. Nhớ đâu vẽ cánh. Vậy cái bánh chocolate thì sao? Ờ, đúng rồi đấy. Ôi giời ơi, bánh cổ vồng à? Kẹo à? Kẹo thầy ạ. Kẹo xiên à? Kẹo xiên, thầy có không? Thầy bảo rồi, không có gì là thầy không có cả. Tiếp theo. Đây, cho màu xanh này vào. Đậm thì phải nhạt đấy. Công nhận bạn sushi cầu kỳ nhờ thầy nhỉ? Đâu, của em đâu? Thầy xem nào. Của em đây thầy. Đẹp mà thầy. Thì bánh là bánh gì đây? Bánh donut thầy. Em biết ngay mà thầy không có cái bánh này của em đâu mà. Thầy trông nó cứ sai sai thôi nhỉ. Ô, cậu ơi, Su, cậu nhìn cái bánh donut này giống không? Cậu phải thêm cái hình tròn ở đây là giống luôn. Hình tròn. À đúng rồi, nó có thêm hình tròn ở trên. Hình tròn nào ở trên thầy? Su la tròn đúng không? Su la tròn ấy. Thôi vậy. Quá được. À chấm chấm. Sô cô la rắc đúng không cậu? Còn cái gì đâu. Chuẩn bị nào, hết giờ nào. 1, 2, 3, 4, 5, giơ lên. Ôi trời ơi, đẹp không thầy? Ôi đúng rồi, không, đúng không? Đẹp cái bánh của em nhá. Nhưng mà thầy ơi, thầy cho em bánh là cũng phải có những cái sô-cô-la. Ok, thế nào, có em sushi à? Có em sushi này, này, tầng màu à? Vâng, kẹo đấy thôi. Đây. Tèn tèn tèn. Cái này là của em. Đây, cái này của. Ôi, đây su ơi, để bên cạnh đi xem có giống không. Thấy chưa? Ủa, thầy em vẽ đúng không? Đúng quá luôn, đâu của em sushi đâu. Giống luôn. Ui dồi, giống y xì luôn đấy. Ồ, của sushi đúng không? Sao nào? Thầy nhìn của em này. Của em hơi đậm hơn tí. Hơi đậm nhưng mà như chị em sinh đôi luôn đấy. Đấy. Wow, nhưng mà thầy ơi. Ơi. Cái này bé hơn cái bánh của em vẽ mà. Em tham nên em vẽ to thế. Thầy bánh nó chỉ có cỡ thôi chứ. Sao có hơn hơn không cậu nhỉ? Nào, thế ăn luôn không? Có chứ hả? Thầy cho bọn em ăn luôn đi, chẳng lẽ thầy lại không cho bọn em ăn luôn? Thì ăn luôn xong học cái này. Yeah, yêu thầy nhất luôn, chúng mình ăn đi. Không hiểu sao thầy tìm được giống hệt của tớ luôn cậu nhìn này. Cũng sô-cô-la đen đỏ các kiểu luôn. Tổng thế. Ăn đi. Bọn em mời thầy ạ. Bọn em mời thầy ạ. Các em ăn đi.